chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ báo cáo về bài tập 2 về xử lý. Bài tập yêu cầu là thiết kế mặt tiền chuyển 16 led đơn, viết chương trình cho 16 led đơn chạy quang báo cáo các kiểu, sáng dần từ trái sang phải và tắt dần ngược lại, sáng dần từ hai bên vào giữa và từ giữa ra hai bên, và cuối cùng là sáng dồn từ phải sang trái. Đầu tiên là mặt của bài tập, thì trong cái mặt này sẽ dùng con bích 16F887. Đây là nguồn, đây là các cái cụm led đơn, mỗi cụm có 10 led, thì để dùng 16 led thì mỗi cụm sẽ dùng 8 led. Còn đây là các cụm chở để hẹn dòng, giá trị là 220 ohm. Tiếp theo là phần sử dụng, ở đây sử dụng bọt C và bọt D làm output. Tiếp theo đó sẽ là phần code của bài tập. Thì đầu tiên đây là khai báo thư viện con bit 16F887, tiêu delay lock 8 MHz. Đây là khai báo các biến sử dụng trong bài tập. Cái void 16 led này là để xuất led ra các bọt C để sử dụng chung cho các cái chương trình con của mỗi kiểu sáng. Kiểu một ở đây là kiểu sáng dần từ trái sang phải và tắt dần ngược lại. Thì ở đây em dùng for cho y chạy từ 0 y bé 16. Cái lệnh này có nghĩa là x sẽ dịch lên 1x được cộng với 1 để cho nó chạy từ trái sang phải. Và sau đó xuất 16 led để xuất theo giá trị x để led sáng delay 80 giây. For đây là cho y dịch được 0 y bé 16 y cộng cộng cho x dịch qua bên phải 1x để tắt dần từ phải sang trái, và sau đó xuất 16 led theo thứ nhất delay 50 giây. Sau khi cái chương trình con chạy xong thì cho có cái hai cái lòng vòng lặp for chạy xong thì cho led tắt hết, xuất 16 led 0 và delay 50 giây. Đến kiểu sáng thứ hai là kiểu sáng dần từ hai bên vào giữa và từ giữa ra hai bên, thì ban đầu dùng một lọc for cho biến y bằng 0, y bán 8, y cộng. Đây y dịch qua bên phải 1x cộng với 0x 80. Dùng cho bọc D. Dùng cho bọc D ở đây là đây. Thì với cái lệnh đó thì led sẽ sáng dần từ phải qua bên trái. Tương tự bọc C thì ở đây là Z dịch qua bên trái và cộng thêm 1 là để cho led chạy từ sáng từ trái sang phải, sáng từ, thì với một xe thì sẽ sáng từ trái sang phải, còn một D là phải sang trái. Sau khi con lọc for được chạy xong thì reset các cái biến cũng như là tắt các cái led, và tiếp tục là sáng từ giữa ra hai bên. Thì sáng từ giữa ra hai bên ngược lại với lại ngược với lại sáng từ hai bên vào giữa, thì hai cái biến y này, biến y biến z sẽ đổi thứ tự nhau, rồi xuất xuất thì cũng giống như trên này và delay 50 mili giây. Sau khi con lọc chạy xong thì ta sẽ reset các cái biến, tắt các cái led đi. Cái kiểu sáng thứ ba là sáng dồn từ phải sang trái, thì ở đây sử dụng hai cái for. Cái for đầu tiên là theo cái biến y cho cái biến a, nhớ ở đây là 0x 800, thì nó là sáng dần từ phải sang trái, cho nên nó sẽ sáng từ đây và nó sẽ lưu cái biến để cho cái led này nó sáng. Tiếp theo đột xuất cái đoạn này theo bước, tiếp tục là for theo biến gì, thì biến gì ở đây sẽ cái vòng lặp của biến gì sẽ phụ thuộc vào cái y này, vì cái sau
nếu như y chạy một vòng lọc thì cái u này sẽ giảm đi, để không sẽ nó sẽ không làm tắt cái led trước đó. Đây là A thì thay đổi hướng A, A sẽ dịch qua bên, vì đây là sáng từ phải qua trái cho nên là sáng dồn phải qua trái cho nên A sẽ dịch qua bên phải, mục đích xuất cái được sau đó bị lại dây, và sau đó cái biến giá x sẽ được dán vào cái A để cho cái cho cái những cái led này nó sáng dần dần dần. Rồi sau khi chạy xong một lọc thì sẽ tắt cái led đi. Đây là chương trình chính, set cái bọt xe vào đây, đây là output thì cho nó bằng không, dùng màu lọc white đúng. Rồi chạy các kiểu sáng. Phần code đến đây là xong. Bây giờ em sẽ bôi cái chương trình nạp vào phần mềm để cho nó chạy thử. Bây giờ sẽ nạp vào con bức. Okay. Bây giờ sẽ qua chạy thử. Video nó khá là tập trung nên là học kết thúc. Mình cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.